Không chạy khổ, xin chào mọi người nha. Tôi quay cho mọi người coi vàng trống hơ mông ha. Đây là gà hơ mông nha mọi người. Thì ở cái giai đoạn này thì mình có thể thấy được lông lá cũng như là hình tướng của tụi nó rồi ha. Đó loại lông mướt, lông xoăn hay là lông xù ha. Thì đây mọi người thấy cái con ở trong màn hình này không? Cái ở dưới cái ức nó đẹp ha. Mình dễ kia lắm mọi người. Thì nếu như bà con nào mà cần về làm giống hay là mình làm thịt bổ sung dinh dưỡng cho người trong gia đình á, thì mọi người có thể tham khảo thử ha. Mọi người nhìn thấy nó đẹp kia chưa? Bởi vậy út mê lắm mọi người. Nhiều khi nuôi ra cũng không nỡ ăn luôn á, tại vì nó quá xinh đẹp á. Mọi người thấy không? Cái lông của nó rất là mướt luôn. Út cho ăn bắp lúa với sau canxi nha mọi người. Sau canxi út luộc lên xong rồi cho nó ăn nha. Nó ở chúng nhau đông quá chứ thực ra là nó có đuôi nha, có đuôi nha mọi người, nhưng mà tại vì nó mổ nhau á. Đây nè, cái con gà mái mọi người thấy không, nó nhìn nó thần thái lắm. Nói chung có nhiều cái cách để đánh giá một con gà hơ mông đẹp tùy thôi, cũng như có những cái con, ví dụ như mọi người thấy có những cái con nó bình thường nhưng mọi người lại cảm mến nó, nhưng có những con rất đẹp nhưng mọi người lại không thể yêu nó được. Bởi vậy là về cái hình dáng của gà hơ mông thì ví dụ bà con nào mà thích thì Út có thể là lựa cho mọi người thôi, còn phần lớn là nó sẽ giống giống nhau. Đây là những cái con màu trắng trắng nè, ở những cái con ở bên vách bên kia cũng đẹp mọi người này ha. Như con này cái ánh mắt nó rất là đẹp nhưng mà cái màu nó hơi đỏ, thì có nhiều người lại thích màu đỏ, có nhiều người lại thích màu thẫm, có người lại thích màu đen đen kiểu vậy á. Thì đây ha, cho mọi người coi nha. Đây, khi mọi người cho những cái con gà của mình nha, thời gian trước Út cho ăn sâu canxi sống thì nó giành nhau, và nó tại vì con sâu đó nó giành nhau á, thì nó sẽ con ăn quá nhiều. Sau khi Út đổi qua là cái cách là Út luộc lên xong Út phơi khô, xong rồi mỗi lần Út cho nó ăn là nó ăn đều mọi người. Còn hồi trước là Út trộn sống, nó bò ngu ngoe chung với bắp á, nên nó ăn không có tốt bằng. Khi con sâu mà nó được luộc lên và để mà bảo quản được lâu á, thì mọi người phơi khô thì nó sẽ rất là hiệu quả trong cái quá trình mà nuôi gà hay nuôi heo ha mọi người. Mọi người thấy không, cái vàng lông nó rất là mượt. Đây nè, con gà vàng này đẹp ghê cho mọi người đó. Cái con gà đây nè, bên trái ha, đó đang mổ đây nè, nó ngóc đầu lên đây. Con này cũng đẹp nè mọi người, thấy không, cái tướng nó con nào cũng đẹp hết trơn á. Không, nhưng cái con đây nè, con mà đi sau cái con màu vàng là lại không đẹp nha. Cái con này thì dùng để thịt, còn những cái con khác bởi vậy nhiều bà con mình mua gà con hay gì á, thì mọi người muốn mua từ lúc nhỏ thực ra nó rất là khó, tại vì lúc nhỏ mình chưa có nhìn thấy được cái hình tướng của tụi nó. Đây cái con đang đi về, con đây nè, màu tía tía đây mọi người nè, nhìn thấy không. Thực sự ra mọi người ngắm nó bên ngoài nhìn nó rất là đẹp luôn, cái ánh mắt nó rất là hồn, con gà hơ mông nha mọi người. Cái ngắm cái ánh mắt của nó mọi người sẽ không có thể nào mà rời ra được luôn á, nó có cái gì đó nó rất là quyến rũ luôn. Đây cái con gà này mọi người đang quay nó bị ngược nắng á. Đó, vì thế như bà con nào mà cần gà hơ mông hay là máy ấp trứng hay là gì ta, mật bà đậu, thì có thể liên hệ với trại Út qua số điện thoại là 0976629090 nha. Đây, mà nhìn mấy con này, mọi người nhìn thấy không? Trời ơi, đó. Đây, con gà mái này, mọi người nhìn thấy đẹp chưa? Lông nó rất là mướt luôn. Cái này mà mọi người về nuôi để giống như thí dụ để cung cấp thức ăn trong gia đình, đãi tiệc hay là những cái người thân mà quan trọng á, thì khi mọi người làm một con gà này ra nó rất là ý nghĩa luôn mọi người. Tại vì để nuôi một cái con gà ra như thế này, nó cũng nuôi thì nó giống như gà ta mình thôi, nhưng quan trọng là cái qua giai đoạn mà mình chọn cái lựa cái giống để lại mà mình nuôi á. Lâu quá giờ Út mới lên, tại vì Út không có quá nhiều thời gian. Đây là ui dùi cái con gà nổ mọi người thấy cái lông nó đang nổ không, nó đang phát lông ra cho nên là nó chưa có phun hết, chứ nếu mà nó phun hết mà nó nuôi tách ra đừng có đông quá
thì nó sẽ rất là đẹp về cái hình dáng bên ngoài. Cái này là mình nuôi kiển cũng rất là đẹp nha mọi người. Ví dụ mình để nuôi kiển trong gia đình á, nếu mà nút đăng ký kênh để xem video đầu tiên.